throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Xe chở hơn 100 con lợn bị lật, dừng lao ra hôi của chất đầy xe. Đám đông lao tới hôi của sau khi thấy chiếc xe tải chở 120 con lợn bị lật trên một tuyến đường cao tốc ở Brazil. Vụ việc xảy ra hôm ngày 10 tháng 6 khi chiếc xe tải chở theo 120 con lợn với trị giá ước tính là 8.000 bảng Anh, tức khoảng 250 triệu Việt Nam đồng bị lật trên đường chở số lợn này đi tiêu thụ ở tỉnh Travicos in Paraná, miền Nam Brazil. Tài xế chiếc xe tải nói rằng anh đã đánh lái khẩn cấp để tránh một chiếc xe đi ngược chiều nên bị mất kiểm soát và đâm vào bờ kè. Rất nhiều người dân đã chạy tới để giải cứu anh này và cả những con lợn của anh ta. Tuy nhiên, nhiều người sau khi cứu những con lợn ra khỏi chiếc xe bị lật đã lập tức bắt chúng đi và đưa lên xe của mình rồi rời đi. Một số con được trực tiếp đưa vào trong xe khi nhiều con khác bị nhét vào cốp sau. Ngay cả khi không đóng được cốp, họ vẫn điềm nhiên rời đi cùng những con lợn béo mẫm vẫn chưa kịp hoàn hồn sau tai nạn lật xe. Jeremy Wade là một người làm chương trình truyền hình chuyên săn những loài cá đặc biệt trên các dòng sông. Đó là một chương trình rất thành công và nổi tiếng mang tên River Monster, quái vật vùng sông nước. Những con thủy quái khổng lồ đã mời gọi Jeremy Wade có mặt tại Ấn Độ, nơi có dòng sông Kali chảy qua gần dãy núi hùng vĩ Himalaya. Người trong vùng cho biết rằng những con quái vật trên sông đã ăn thịt người dân địa phương trong suốt nhiều thập kỷ. Sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng ông Jeremy Wade cũng phát hiện ra một trong những kẻ sát nhân dưới nước có kích thước khổng lồ. Sau một hồi vật lộn vất vả, thì Jeremy Wade mới có thể tóm gọn được con cá. Đó chính là một con cá trê khổng lồ dài tới hơn 1,8 mét, bằng hoặc thậm chí to hơn kích thước của một người đàn ông trưởng thành. Thực đơn của những con cá trê khổng lồ trên dòng sông Kali chính là những người dân địa phương xấu số. Chúng ngày càng phát triển hơn về kích thước và có thể nuốt sống cả một người trưởng thành. Bất chấp rất nhiều những nguy hiểm và sẵn sàng đương đầu với loài thủy quái này, Jeremy Wade đã lôi chúng lên khỏi mặt nước và đưa hình ảnh những con cá trê này tới toàn thế giới. Điều này cũng đã khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc về những việc mà Jeremy Wade đã làm được. Đây không phải là lần đầu tiên Jeremy Wade tìm kiếm và bắt được những con quái vật trên các dòng sông. Ông đã thực hiện công việc khó nhằn này từ hơn một thập kỷ trước, và đây cũng chính là lý do khiến Jeremy Wade trở nên nổi tiếng như hiện nay. Jeremy Wade này đã 61 tuổi và vẫn đang tiếp tục công việc tìm kiếm những con thủy quái trên sông. Ông chia sẻ rằng, tôi không ngờ việc tung ra những hình ảnh về con cá trê khổng lồ này lại gây sốc cho mọi người đến thế. Đây có thể coi là một trong những thước phim nổi bật nhất trong chương trình của tôi. Chương trình River Monster đã quay đến phần thứ 8 tại hơn 40 địa điểm và công chiếu trên hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Những loài cá xuất hiện trong chương trình River Monster của Jeremy Wade không phải là những con cá người ta có thể dễ dàng tìm thấy trên các cuốn tạp chí. Ông đã chọn ra những con cá đặc biệt nhất, thậm chí là cả những con được nhắc đến trong những cuốn sách về lịch sử sinh vật mà ông không dám chắc rằng nó còn tồn tại. Jeremy Wade từng cho mọi người thấy những con thủy quái kỳ dị nhất, to lớn nhất mà chưa ai từng nhìn thấy. Đó là những con cá ăn thịt người mang biệt danh quỷ đỏ ở bờ biển Cortez của Mexico, hay một con cá nhồng ăn thịt người đang tìm kiếm các nạn nhân xấu số tại bờ biển Florida Keys. Thậm chí có lần Jeremy Wade đã tìm thấy cả những con cá nhồng kỳ quái là sự kết hợp giữa bạch tuộc và cá mập, hay một con sứa hộp có xúc tu mang chất độc cực mạnh, nó có thể giết chết một người trưởng thành với tốc độ chóng mặt. Jeremy Wade vẫn đang thực hiện những cuộc phiêu lưu tìm kiếm các loài thủy quái hung dữ nhất, to lớn nhất của mình trên khắp hành tinh của chúng ta. Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao về hình ảnh một chú rồng non mới đẻ. Ngay khi bức ảnh được chia sẻ rộng rãi, đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Không ít những lời đồn đoán được đưa ra, một số người tỏ ra bất ngờ và ngạc nhiên, không thể tin rằng trên đời này có rồng thật.
Một số khác thì lại cho rằng đó rất có thể là một chú rồng thật, bởi không ít lần rồng đã xuất hiện ở Trung Quốc. Tuy nhiên đa phần đều tỏ ra ngờ vực và tò mò muốn biết thực hư của câu chuyện này ra sao. Được biết câu chuyện kỳ lạ này xảy ra ở một gia đình người Trung Quốc. Theo đó, những hình ảnh về chú rồng con này đã được chính người trong gia đình chụp lại. Tuy nhiên gia đình này lại không hề tiết lộ rằng đây là chú rồng thật hay đơn giản chỉ là một mô hình rồng mà thôi. Bức hình rồng kỳ lạ này cũng thu hút được sự chú ý của các chuyên gia. Không ít các chuyên gia nhận định rằng rất có thể đây là một chú rồng con thật, bởi chú rồng này có thể cử động được đôi mắt của mình. Tuy nhiên, cũng có không ít các chuyên gia ngờ vực về tính chính xác của câu chuyện này. Đến nay, danh tính thực sự của chú rồng này vẫn còn là một ẩn số. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!